Phải lấy cho che mưa, bác không phải lấy. Còn cái tay gương này thì bác lấy hai nốt đặt vào kia là xong rồi. Bác về cầm cái tay không đã bảo cái đời mới này của em không còn phải lấy, em bán hàng nghìn đôi rồi. Đây Hilo 500 đời mới của anh trai các bạn nhá, Aero 4 hiện tại đang bán cho anh trai cái tay gương cầu và cái về che mưa. Đây xe của bác thì đây chuẩn 100% rồi. Không phải, em một mình ở đây không có người bắt, anh về anh lấy bắt là được ngay mà. Em nó không có đồ. Không, bác cho lên đây, em cho bác mượn đồ này. Bác đánh nuôi lên đây tí, em cho bác mượn đồ này. Cho mượn cái T12 bác bắt này. Thế đây, cho đánh nuôi lên đây tí. Cho đồ vướng vào xưởng không, em cho bác mượn đồ. Lắp cho anh trai cái tay gương cầu các bạn nhá. Và gắn bộ che mưa. Để cho Hilo 500 mới đét luôn. Đấy các bạn thấy không? Ok luôn. Đó, ok nhá các bạn nhá. Gắn xong cho anh trai cái về che mưa các bạn nhá. Hàng chuẩn luôn, hàng nhựa trong. Cái này rất đơn giản luôn, mới đầu anh cũng ngạc nhiên là tại sao không cần phải lưới chân gương. Con này thì dán rất là vừa khít luôn các bạn nhá. Đây các bạn này, nắp cái gương tròn này anh trai này các bạn này. Đó. Đây, anh chị đã xong các bạn nhá, rất là ngon lành luôn. Đây các bạn này ok không? Nắp phát là vừa khít luôn này, rất là đơn giản luôn. Không cần chế tráng nhiều. Con này về anh phải chém qua cái này đi tí đây. Anh ấy về anh chém qua cái chỗ mà dán chắn nắng một tí thì anh mới nhìn rộng hơn nữa. Thì cái này của anh dán cái pin đỏ. Em cảm ơn chị. Đấy, đang chỉnh qua gương của anh nhá, nhìn cho nét luôn nhá. Rất là đơn giản luôn. Dạ. Lấy được anh ạ. Bắt chặt đấy. Chặt được chứ anh. Có tôi biết đây. Đem tí. Đây em, anh sẽ chặt cho em xem. Đây đang phải chặt cái gương các bạn nhá. Đấy. Sau khi các bạn bắt xong thì các bạn có thể chỉnh các chiều nha các bạn nhá. Nhìn rất là rộng xe luôn mà nó không hề vướng víu một chút nào các bạn nhìn tổng thể chiếc xe này. Nhìn nó rất là đẹp và nó cân xứng với cái tay gương các bạn nhé. Đấy, đời nào nhà mình có hết. Đấy, đời gương này và đời nguyên bản đầu xe cũng có hết các bạn nhé. Mặt máy con mặt máy anh, cả mặt máy à. Mặt máy thì em lại không còn hàng rồi. Không có hàng rồi anh ạ. Đấy các bạn, rất là nét luôn. Ok chưa các bạn. Đấy, con bên phụ này các bạn, cái ve che mưa dán vào trong này các bạn này, nó không bị khuất cái gương cửa. Và thứ hai là dán một phát vào răng đen luôn. Các bạn nhìn thấy không? Nó nhựa trong. Anh trai vẫn nhìn được gương bình thường. Ok chưa anh? Em cảm ơn anh chị nhá. Anh chị, anh chị. Đấy, anh trai nhá. Anh trai thì có điện cho mình từ tối hôm trước. Đấy, thì hôm nay sáng ra anh qua rất là sớm. Đấy, các bạn thấy không? Nhìn rất là nét luôn. Đó, các bạn thấy không? Ok chưa các bạn? Đấy. Kilo 500. Cảm ơn anh chị rất là nhiều nhá. Có gì anh em nhớ ủng hộ mình. Đa số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Thank you anh chị rất là nhiều luôn nhá. Đây các bạn là đúng cái phụ tùng ô tô nhà Đức các bạn giúp mình nhá. Bạn là đúng phụ tùng ô tô nhà Đức các bạn giúp mình. Đấy, các bạn là đúng cái phụ tùng ô tô nhà Đức giúp mình nhá. Là mình gọi mũi tên này các bạn này, các bạn là đúng phụ tùng ô tô nhà Đức giúp mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn.